Vâng, nghe chào các bạn. Bây giờ là 21 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, buổi tối thứ tư từ California. Ở bên Việt Nam các bạn là 12 giờ trưa ngày thứ năm 9 tháng 3 năm 2023. Thì bên Việt Nam thì đã qua rồi, nhưng bên Mỹ ở California thì chúng tôi đang là ngày phụ nữ quốc tế. Thì cũng có nhiều nơi cũng đã qua ngày 9 rồi. Thì nhân tiện trong ngày phụ nữ quốc tế, chúng tôi xin một lời, mặc dù hôm qua cũng đã chúc sớm rồi, nhưng mà bữa nay cũng lại một lời xin chúc tất cả các phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và phụ nữ trên toàn thế giới, đặc biệt là những phụ nữ đang trôi dạt bốn phương trời, tám phương hướng ở khắp nơi trên thế giới. Thì chúng ta thấy rằng cái ngày phụ nữ là ngày đẹp. Ngày nay khác hẳn những phụ nữ ở thế kỷ thứ 20 hay 19, mà mấy ông cộng đồng này thì nhân ngày phụ nữ quốc tế xót thương cho thân phận phụ nữ ở Việt Nam. Tôi thấy buồn cười, buồn cười tại các ông không có về Việt Nam đấy. Bà Trương Thị Mai này mới được lên làm thay thế ông Võ Văn Thưởng đấy. Và phụ nữ Việt Nam có rất nhiều chức vụ, ví dụ như mới đây là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch của Quốc hội, rất nhiều rất nhiều. Và hiện tại trong hàng tướng lãnh của công an có 6 vị nữ tướng, tức là nữ công an mà làm tướng. Thành ra làm gì mà xót thương được. Hồi xưa Việt Nam có ai Việt Nam Cộng Hòa đâu có bà tướng nào đâu, toàn là bà tướng ở nhà không ạ. Đâu có bà tướng nào ở ở ở trong quân đội đâu. Thì có chị Vui mũ đỏ Võ Thị Vui thì bà lên lên được trung tá. Nghe nói cuối cùng đến được đại tá hay là cao nhất rồi. Vâng, thì khỏi mất công các bạn. Thật sự bữa nay thì tin tức không có gì nhiều, nhưng mà chúng tôi muốn mở đầu một cái tin thời sự. Nhân tiện là giới thiệu luôn cho anh Trịnh Quốc Thiên. Và tôi cũng tò mò muốn biết thử coi anh Trịnh Quốc Thiên tự nhiên nói cái chuyện này là chuyện gì. Đây là video mới nhất lên án Trương Quốc Huy, nghị quyết 10 tờ vờ là tên khủng bố hăm dọa đốt xe VinFast, ai bị đốt xe hãy tố Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong, hai thằng. Thì chúng ta mở xem thì coi ông tin tức của anh Trịnh Quốc Thiên là cái gì. Có 10 phút thôi các bạn nha. Quên hỏi các bạn này, nghe rõ không? Chuyến trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên. Cảm ơn và Đỗ Hà, Xin cảm ơn chào quý Trần vị Bình. khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay trên đường dây điện thoại trực tuyến gọi vào ban biên tập chúng tôi có một khán thính giả. Xin chào khán thính giả. Xin chào luật sư Trịnh Quốc Thiên. Xin chào khán giả tên luật sư Trịnh Quốc Thiên. Tôi tên là Đeo Nguyễn. Hôm nay tôi rất là bức xúc. Vâng, 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 xin chào anh Đeo Nguyễn. Trước khi chúng ta tiếp tục nói về những vấn đề bức xúc của anh đi, xin anh trình bày một cách rõ ràng anh bức xúc cái chuyện gì thưa anh. Mấy hôm nay tôi thấy một đám YouTuber đi ăn nhậu với được cộng sản mời đi ăn nhậu, ăn tôm hùm. Rồi bây giờ hôm nay tôi coi một cái clip, có một thằng YouTuber
YouTube giờ. Thì chỉ có tôn trọng sự thật, rồi anh có nói đúng sự thật không hay là anh nghe qua người thứ ba, thứ tư, thứ năm gì thưa anh? Chào người dùng. Tôi đang giữ cái video của thằng Trương Quốc Huy nói hôm nó đi dự tiệc ăn tôm hùm uống rượu đỏ với cộng sản, rồi sau đó nó bị người ta tẩy chay, bị một đồng bào người một số đồng bào người ta tẩy chay nó, biết nó là thằng cắm cụi. Nó đâu bây giờ nó trong trong cộng đâu, nó chỉ là thằng chống cụi. Nó nói sau lưng nó đâu bây giờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đâu. Nó bây giờ nó đi ra đến chỗ mà tòa đại sứ cộng sản nó chống cộng đâu. Nó đang ở nhà, nó nói vào chỗ nào mà có tiền, có ăn nhậu là tụi nó mò đến. Tôi đã từng nói nhiều cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Hôm nay tôi nghe chính miệng nó nói. Nó đã đốt hai chiếc xe VinFast, trong đó cái đồng bọn của nó tên là Phong nữa. À, chúng tôi xin nhắc anh là dường như là anh đang gửi cho chúng tôi qua hệ thống email, chúng tôi sẽ lấy cái clip của anh để và đăng lên. Tôi nói với lại anh nghe nữ cho nó đó, đi kiếm cho tôi hai cái cờ vàng tôi cắm lên cái xe VinFast á. Tôi nói thật với quý vị, tôi là cái người tôi nói với anh Đào Bích Dương luôn á. Ok, một hồi tôi mà đứng đây tôi mà nóng nữa đó là tôi với anh Phong mỗi đứa một cái hộp quẹt đốt một chiếc xe. Tôi nói với lại anh nghe nữ cho nó đó, đi kiếm cho tôi hai cái cờ vàng tôi cắm lên cái xe VinFast á. Tôi nói thật với quý vị, tôi là cái người tôi nói với anh Đào Bích Dương luôn á. Ok, một hồi tôi mà đứng đây tôi mà nóng nữa đó là tôi với anh Phong mỗi đứa một cái hộp quẹt đốt một chiếc xe. Nhưng mà anh nhắc tới tên một người tên là Huy, một người tên là Phong, thì chúng tôi cũng sẽ để cho hai người đó có cơ hội phản biện với anh Đeo. Nhưng mà chúng tôi chưa nghe cái clip của anh, một chút nữa thì chúng tôi sẽ phát cho đồng bào nghe khi mà chúng tôi mở ra nghe. Và anh khẳng định đây là anh nghe đúng sự thật chứ không có chỉnh sửa gì, đúng không? Tôi sẽ gửi cái clip đó cho luật sư là chính miệng thằng Trương Quốc Huy nói nó đốt hai chiếc xe VinFast và một người tên là Phong là đồng bọn của tụi nó. Kinh Tôi Nhật nói Phong. tất cả mọi người biết. Ở đây thì chúng tôi xin nói lại cho quý vị khán giả nào nghe không rõ là trước cửa cái nhà hàng HL Restaurant ở thành phố Minpitas có trình ra hai chiếc xe VinFast ngay trước cửa, đúng không thưa anh? Rồi anh nói cái sự kiện là Trương Quốc Huy là vào trong đó ăn tiệc tâm hồn, đúng không? Tại vì chúng tôi thì cũng không có thời gian mà nghe hết tất cả các kênh ở trên không gian mạng,
Cho nên một lần nữa chúng tôi cũng xin khẩn cầu khán thính giả nào muốn trình bày vấn đề gì thì hãy gửi bằng chứng, chứng cứ, video hay hình ảnh để chúng tôi có thể nắm bắt được cái vấn đề. Thì hôm nay là anh đang bức xúc, chúng ta xin nhắc lại là anh nói rằng là có một người tên là Huy và một người đang đòi đốt xe VinFast, đúng không thưa anh? Tôi nói lại cho luật sư, không phải là Huy thì nhiều Huy lắm, nhưng đây là Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy luật sư, Huy thì Việt Nam Huy nhiều lắm, cho nên tôi muốn cho luật sư biết rõ là Trương Quốc Huy và tôi đó. Và tôi đồng thời tôi cũng có một số bà con mua xe VinFast, nếu như có bị trục trặc cái vấn đề bị người nào phá, bị đốt, đập kính, báo cảnh sát, Trương Quốc Huy là kẻ đốt phá những chiếc xe đó, chính miệng nó nói. Vâng, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kiểm chứng cái video của anh và sẽ coi như trình chiếu trước công luận. Nhưng mà anh có nghĩ rằng người ta có quyền nói chơi không anh? Chào Võ Quang tôi, Hào. Đi cho nó nói chơi, bây giờ tôi nói chơi với nó được không? Tôi có thể là đến tôi nói ok rồi tôi đốt xe nó thì nó đồng ý không? Hay là tôi nói chơi với nó là tôi rồi tôi đến tôi lắm này được không? Đó là tôi nói chơi thì nó tôi đốt nó được không? Nó đồng ý theo đó không? Tại sao nó phải đi nói cái điều đó? Nếu như năm nay những cái bằng chứng mà tôi nói được cho bà con biết là những chiếc xe VinFast mà nó bị cái điều gì, thằng Trương Quốc Huy và thằng Phong là chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bây giờ nó muốn phản biện tôi cái gì thì sẵn sàng lên đây phản biện, bằng chứng tôi đã có rồi. Ngày mai tôi sẽ báo cảnh sát biết những chiếc xe VinFast tại Mỹ này có bị một công trục trặc gì, bị phá hoại gì, là thằng Trương Quốc Huy, thằng Phong là hai thằng đó là đồng bọn phá hoại. Vâng, chúng tôi thì hoàn toàn lên án những cái việc mà khủng bố, tuyên bố đốt xe, đốt nhà, đốt cơ sở của tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này. Đó là cái hành động đe dọa khủng bố người ta, thưa anh. Thì anh có bằng chứng thì anh cứ việc lên trước các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền để mà họ giải quyết, thưa anh. Thì có thể nói đây là một hành động khủng bố rất đáng lên án nếu như lời của anh Đeo đưa ra bằng chứng. Và anh Đeo, anh có biết là anh phải chịu trách nhiệm nếu mà anh nói sai không thưa anh? Nếu những gì tôi nói sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là cái video của thằng Trương Quốc Huy nói ra. Vâng, chương trình cũng xin cảm ơn anh. Rồi... chương trình tạm chấm dứt hôm nay. Vâng, thưa các bạn. Đó là một người tên là Đeo. Không có dấu nha. Thì chúng tôi chưa được cái video mà ông Trịnh Quốc Thiên chiếu lên là anh ta đã tố cáo. Anh ta nói rằng anh ta có bằng chứng, có nghĩa rằng chắc là anh ta thâu được trong cái bàn ăn của có Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong ngồi với nhau. Và Trương Quốc Huy nói là đốt xe của VinFast, không nó không biết là cái lý do gì. Đó, thì đã đi lên trên đã dự tiệc thì tức là phải là ủng hộ VinFast, hay là tại vì bị bà con chống nó thành ra nó làm bộ nó nói như vậy để cho nó ra vẻ là nó chống VinFast. Nhưng mà theo lời của cái anh Đeo này nói đó thì cái chuyện nó xảy ra cái hôm bữa tiệc chứ không phải là hôm nay hay là hôm qua, tức là sau bữa tiệc. Thì như vậy ngay hôm đó thì chưa có trụ lùm xùm va ba kia các bạn. Duy Vũ, người Việt bên Mỹ ai cũng là người giỏi cả nên họ không chịu thua ai cả. Chỉ có người Việt bên Mỹ cái chi họ cũng nhất, kể cả họ ở thế giới bên kia nhé. Người dùng cái miệng hại cái thân.
Thì anh Trịnh Quốc Thiên anh hỏi câu rất đúng. Nhiều khi họ nói đùa sao? Tại vì trong lúc mà đang dự tiệc á thì cũng đã có sự lùm xùm rồi. Vâng, anh Võ Quang Hào, tôi mới ra thành phố xong về ăn cơm xong rồi bây giờ vào đây nói chuyện. Thì mục đích của tôi ngày hôm nay để muốn đưa các bạn những cái câu chuyện có liên quan tới ở bên vụ Va Ba. Trước khi đi vào trong muộn tin thì ngày hôm qua mùng 7 bên Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã họp một cái phiên họp của Trung ương, trong đó đã đích thân kỷ luật hai ông giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và tỉnh Bắc Ninh, như là ông Nguyễn Thanh Xuân như cái gì đó, và một ông là trưởng phòng tài chính. Giám đốc và môi trường mà bị kỷ luật thì chắc chắn là không có oan, tôi bảo đảm điều đó. Ở Việt Nam mà bất cứ một ông tài nguyên môi trường nào mà bị sờ gáy là chắc chắn là có chuyện, bởi vì đó là một cái nơi mà rất rất dễ để mà tham nhũng, bởi vì chỗ đó có tiền rồi có quyền cho giấy phép để xây cất. Chào Mai Nguyễn. Mai Nguyễn chào nhà báo Nguyễn Phương Hùng, chào chị Lệ Hằng nhân ngày 8 tháng 3, chúc chị Hằng mạnh khỏe mãi, trẻ đẹp và gia đình hạnh phúc. Người dùng một câu nói chơi không đúng lúc mà nhiều lúc có án mạng xảy ra đấy bác. Cái chuyện đó thì chuyện rất là bình thường. Cái miệng hại cái thân, cái chuyện đó rất bình thường. Chào anh Hoàng Chi Hoan. Thì bây giờ có một nguồn tin, có tin đồn một cựu tổng biên tập báo bị phòng công an C01 của Bộ Anh Tô đang điều tra. Thì theo tôi biết cái tin này nó đã có cách đây khoảng 1 tháng, và nếu đây là đúng thì cái người bị điều tra đó là Nguyễn Công Khế, là nguyên là tổng biên tập của báo Thanh Niên ngày xưa. Ở dưới này, ở đây 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 Nguyễn Văn Minh Khế Chua. Để thử coi coi mấy cái tin có, tất cả là 11 cái bình luận. Bồ anh Cang, Dương Thái nói là bồ anh Cang, thì không biết anh em tới bốn ngón tay đưa lên, tất thành Cang à? Hiền Lương, Dương Thái, bé Ni hả? Ê, một bạn khác thì đưa cái hình trái khế, mà hiểu ngay là Nguyễn Công Khế, anh này à bác, trái khế. Thì anh Phạm Đình Sáng nói rằng không, đây là bồ của anh Cang, bồ của anh Cang thì là phải là phụ nữ, vậy ai là tổng biên tập phụ nữ? Thì mà một bạn kia nói rằng anh Tư Sang và anh Bảy Niệm ơi cứu em với, hồn là ai giữ mày ơi, cứu 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 mà có bốn chữ C đó, cứu cái con C C không đâu nói nữa, cứ tưởng là nhiều ai dè có một. Chắc
Trần Nguyên hết chua rồi. Cung khế kê khống lên thớt đi. Sao là nhiều người ghen ghét Nguyễn Cung Khế thế? Anh hai sao họ không chạy nhỉ? Thằng này còn tội lớn là làm bà, làm tú bà nữa. Thì Nguyễn Cung Khế đang ở bên Mỹ, đang ở San Jose. Đang ở trên San Jose, hắn ta có bốn cái nhà. Mỗi cái nhà trị giá khoảng 2 triệu đô la. Bốn cái là khoảng chừng 8 triệu. Thì không biết là cái này có đúng anh Khế không, nhưng mà theo tôi đấy, tổng biên tập thì bây giờ chỉ có anh Khế thôi. Có một cái nhóm gọi là nhóm Nụ Cười Liên Xô thì lại đưa một cái hình hơi hơi đều là các chị ngày mùng 8 tháng 3 ăn cao lương mỹ vị, nhưng cuối cùng tất cả các chị em đều thích chuối. Mỗi người cầm cái chuối, đây là rõ ràng đây là một cái biên tập rõ ràng nha. Mặt bà nào bấy đờ ra, cầm cái chuối lên bóc cái chuối ra mà mặt đờ ra. Kinh. Thì chuối thẳng, chuối cong, chuối nào chị em cũng thích hết. Thế mà ngày cánh đàn ông cứ phải tiết kiệm tiền để mua quà tặng ngày mùng 8 tháng 3. Đi khám bệnh kiểu này cũng thích nhỉ. Đây là Nụ Cười Liên Xô thôi. Hình này giống hình Nguyễn Công Khế quá. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta đi vào ngay chủ đề. Vâng. Thì làm báo mà nhiều mà giàu như thế chắc ăn ăn trùng nhiều. Chào bạn DVB1970 là Đỗ Văn Bảy. Chào nhà báo cùng các anh chị em trên diễn đàn. Vâng, thưa các bạn, đầu tiên thông báo cho các bạn biết cái video của Church Media Network Nam Quang. Những thì cái video mà Nam Quan Nguyễn ấy, chụp hình của tôi như thế này, video tên là Những Gương Mặt Việt Nam Đang Phá Hoại Little Sài Gòn đã bị gỡ đi. Sau khi tôi gọi
điện thoại nói chuyện với bác sĩ đông y Thomas Trọng Võ. Thì ông Thomas Trọng Võ có nói với tôi: "Vâng, chào anh Việt. Anh Hùng làm ơn chụp cho tôi cái hình mà có cái quảng cáo của tôi. Dưới cái hình nói rằng anh là Việt Cộng. Thì tôi gửi cho ông Thomas Trọng Võ cái hình này." Thì khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi gọi lại. Thì ông trả lời tôi: "À, chào Thắng Nguyễn. Tôi đã nói chuyện với lại anh Nam Quan. Tôi yêu cầu gỡ cái quảng cáo của tôi xuống trong cái phần có hình ảnh của ông Nguyễn Phương Hùng." Thì Nam Quan không những gỡ hình, gỡ cái quảng cáo của ông bác sĩ Thomas Trọng Võ mà còn tháo luôn cả cái nha. Tôi đánh những, lúc này đánh chữ những không là nó ra rất nhiều những mà không có nói. Bây giờ thêm chữ gương mật thì các bạn thấy rằng nó ra mặt ba gương mặt phản trắc cộng đồng diệt sập tượng đài Quảng Trị. Cũng không có cái mới ngày hôm kia. Rồi cái một cái nữa cũng 1 năm trước đây. Rồi phản trắc cộng đồng ba gương mặt. Thì cái mà tôi khiếu nại là theo lời ông bác sĩ Trọng Võ cho biết là đã tháo xuống. Còn nếu mà anh Nam Quan không tháo xuống thì chuyện đó giữa anh và ông Nam Quan tôi không có liên quan nữa, bởi vì tôi đã yêu cầu anh Nam Quan gỡ cái quảng cáo của tôi khỏi cái hình như mà anh nói. Tôi chỉ biết làm kinh doanh khám bệnh chứ tôi không có làm chính trị. Ai Việt Cộng ai không Việt Cộng không thành vấn đề với tôi. Thì sau khi mà ông Thomas Trọng Võ nói chuyện với tôi thì lúc khoảng chừng 6 giờ chiều nay, trước khi tôi lên hội đồng thành phố, tại vì tôi muốn biết chắc chắn là có gỡ hay không thì tôi mới đặt vấn đề trong thành phố, thì ông đã gỡ rồi. Thì Nam Quan đã gỡ rồi thì tôi tin lời ông bác sĩ Võ, và tôi đã gửi cái tin nhắn cảm ơn. Tại vì ông biết rằng nếu mà ông còn để đó đó thì sẽ bị, nếu mà tôi thưa Nam Quan, tôi có nói với ông mà, thì tôi sẽ thưa luôn cả cái người quảng cáo trong cái hình của tôi. Thì Nam Quan đã thay cái video đó bằng cái tiếng nói cộng đồng cảnh tỉnh đồng hương trước âm mưu phá hoại của Việt Gian nằm vùng ở Little Sài Gòn. Thì chỉ có 2 cái hình bà Trần Thị Đào và cô Nhật là Nhật gì? Nhật Linh. Thì tôi đã coi hết cái đầu cuối năm thì không có cái phần mà nói về tôi, mà chỉ nói tên những cái người đó chứ không có cái hình và không có quảng cáo. Thì trong cái vụ liên quan tới Va Ba thì bây giờ Trần Nhật Phong, tôi đi dự tiệc của Va Ba nơi có quảng cáo Việt Nam Airlines của công ty Cộng sản. Thì cái thằng này là thằng lắt léo này, chúng ta không cần. Nhưng mà Nam Quan với lại thằng Huy Đức, thì tôi không ưa Huy Đức
Nhưng mà bữa nay thì tôi nghe cái video đó thì tôi lại thấy Huy Đức đặt những câu hỏi khá khá là gọi là vô tư đó. Nhưng mà những cái vụ cái mà cái video này đó nói là vô tư nhưng mà thật sự tụi nó cũng có sắp xếp với nhau là để cho Nam Quan trả lời. Thì tôi sẽ đi vào cái nội dung cái video đó sau. Bây giờ chúng ta qua cái phần tối hôm nay. Tôi đã ra hội đồng thành phố. Thắng Nguyễn chào Hùng Đại Hiệp phu nhân và cả nhà, nhân dịp nhân ngày vinh danh phụ nữ xin chia vui cùng với ca sĩ Lệ Hằng. Tôi đề nghị là chúng ta nên chung vui hay nên chúc vui, chia chúng ta không chia, chúng ta chỉ chia buồn, không bao giờ chia vui trong cái đám cưới hết, hay là một cái đám tiệc hay cái gì mà đã vui đó thì không có chia. Chia tức là mình lấy đi mất phần ăn của người ta rồi, nhất là đám cưới mà chia vui cùng cô dâu chú rể thì chú rể chắc buồn lắm ấy. Chú rể là chỉ được có quyền có một mình được vui đâu vậy, không có chia cho ai hết. Mình chia buồn tức là mình san sẻ cái buồn, lấy bớt đi, nhẹ đi cái buồn của người khác, người chia buồn. Nhưng mà chung vui tức là mình thấy người ta vui thì mình tới mình chung vui. Đó. Vâng, cảm ơn anh Thắng Nguyễn. Chúc mừng Hùng Đại Hiệp đã có thêm nhiều chi tiết có lợi cho hai vụ kiện thành phố trong buổi họp hội đồng thành phố tối nay. Thành phố chắc chắn sẽ phải xét cảm ơn với luật sư biện hộ cho hai vụ kiện của Hùng Đại Hiệp. Vâng, cảm ơn. Thì thật sự rằng á, chúng ta thấy rằng á, Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã sợ tiếng nói. Ông ta đã cắt từ 5 phút xuống còn 3 phút, làm thiệt hại cho tất cả những người khác. Và họ cũng tức giận. Và họ hiểu vì tôi mà Charlie với Mạnh Chí không muốn nghe, bởi vì tôi nói những sự thật mà sự thật thì mất lòng, nghe nó chói tai, nhưng nó bắt buộc phải cắt xuống chứ không thôi tôi nói nhiều quá nên đi vào trong cái hồ sơ của tòa án, à quên, của thành phố, nó vào trong cái máy video và để đó ngày này ngon ngày khác 37 365. À, xin lỗi, 24 7 365, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày một năm. Và năm này qua năm khác. Nó nằm trong đó. Thành ra nó rất sợ tiếng nói của tôi. Nhất là tôi lại. Tôi khả năng những lần trước tôi vẫn nói bằng tiếng Mỹ. Nhưng mà thời gian sau này theo lời nhiều cư dân họ quan tâm họ yêu cầu tôi nói bằng tiếng Việt và tôi đã lợi dụng là thành phố cho được nói song ngữ thành cho tôi ngày hôm nay thì ông luật sư không có mặt thì tôi nhờ Khải Đào đã dịch. Thật sự cái bài viết của tôi thì tôi viết hai chữ thứ tiếng, các bạn đã nhìn thấy tôi đăng ở trên trên Facebook rồi, tiếng Việt và tiếng Mỹ, tiếng Anh chứ Mỹ không có tiếng, Mỹ là ăn cắp tiếng Anh. Thì tôi đưa cái bản tiếng Anh này cho Khải Đào đọc, còn tôi đọc tiếng Việt. Người dùng buôn xa cũng lắm người tài, buôn xa dân cử toàn đầu ru côn. Thì ngày hôm nay các bạn đã thấy rằng phe của Nguyễn Hữu Chánh không thấy xuất hiện, trừ thằng Trung là thằng du đãng và một ông già thì không lên phát biểu, và có thằng Nguyễn Tuấn Dũng đi quay, chắc quay cho Nam Quan rồi. Còn phe của nó là coi như là bữa nay không có xuất hiện.
Sau khi tôi biết, tôi đoán, cảnh sát có mời, có mời tên nó để tới nói chuyện chắc chắn. Bởi vì khi theo luật, tôi gửi thư vào trong hội đồng thành phố, tôi gửi thư thưa với cảnh sát thì cảnh sát phải điều tra, và họ đã điều tra được cái gì thì tôi chưa biết, tại vì tôi chưa nhận được tờ báo cáo của cảnh sát. Nhưng mà chắc chắn là tội đó, nhất là nhóm Nguyễn Hữu Chánh, nó đã có thành tích là khủng bố rồi, thành ra nó sợ lắm. À, cái chuyện đó tôi không biết nha. À, Đỗ Văn Bảy tôi không biết đâu nha. Hoàng Duy Hùng về lấy con gái rồi chơi luôn mẹ vợ, cái đó thì nhiều người đoán thôi. Hoa Thơm thì đánh cả cục, mà mẹ thì mới có 40, Hoàng Duy Hùng 61, chưa chắc là Hoàng Duy Hùng đã làm nổi, trị nổi bà mẹ. Nhưng mà nếu được miễn phí thì cứ việc làm. Cái chuyện ấy thì tôi không biết. Thì trở lại cái vấn đề này, cái video Trust Media tôi làm chưa xong cái video đó, thành ra không biết chiếu được hay không. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện, chào Va Đỗ Hà. Những người lên phát biểu ngày hôm nay, Bình, Charlie, Nguyễn Mạnh Chí cũng như Nam Quan không có. Chỉ có một người, mà cái chị này thì chúng tôi cũng biết. Chị này chị đi theo phe Nguyễn Hữu Chánh lâu rồi. Còn một người đó, thì ông Tony Bui. Thì ông Tony này thì cứ chắc là mê bà Kimberly Hồ sao đó. Ngày nào, lần nào ra hội đồng thành phố là cũng phải nhắc Kimberly Hồ. Và ngày hôm nay anh ta còn tặng cho Kimberly Hồ một bó hoa nữa. Thế tặng cho Kimberly Hồ bó hoa, tặng xong rồi cái yêu cầu Kimberly Hồ từ chức như đã hứa trước khi tranh cử. Thì ông này lần nào ra cũng chỉ yêu cầu Kimberly Hồ từ chức thôi. Ông này đang dính một cái vụ kiện ở trong chùa Ấn Quang. Thì ông cho rằng ông là người đại diện ở bên chùa Ấn Quang. Nhưng mà hình như đó, tôi không có theo dõi vụ đó, hình như là chánh án không cho. Ông không có tư cách pháp nhân để đại diện. Anh này đó thì tôi nói thật, anh không có tiền để mướn luật sư, anh không có tiền để mà trang trải những chi phí đó, thì anh lấy cái tư cách gì mà anh đại diện để đi kiện ở trong chùa Ấn Quang. Tôi cũng không quan tâm lắm, ai muốn làm gì làm. Thì cái video này tôi chưa xem hết, nhưng mà đại khái trước khi mà tôi, chắc là tôi mời các bạn nghe, nghe tới đâu thì mình nói tới đó, thay vì chờ nó làm xong. Thì ở đây, trong cái video mà Nam Quan mới lại Huy Đức, đây là video Nam Quan với Huy Đức. Đừng trúng kế ly gián của Cộng sản Việt Nam và Việt Gian nằm vùng. Thì mục đích cái video này là Nam Quan đã đi chữa cháy. Thế nhưng mà nó thay vì chữa cháy người ta đổ nước, thì ai chơi đẻo để một cái thùng phi
Trùng Phi toàn là xăng, Nam Quan càng đổ nước vô thì xăng nó càng cháy, có nghĩa là chữa cháy, nhưng mà gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Ngày hôm nay tôi cũng có gọi cho Teletron yêu cầu tháo cái bảng, tháo cái quảng cáo ở trong cái video đó. Thì không biết là Teletron có nói chưa, nhưng mà cái quảng cáo của Teletron đây. Những gương mặt Việt gian đang phá hoại Little Sài Gòn. Lúc nãy chắc các bạn mà nghe tôi nói điều trần trong thành phố. Bà này, Kimberly Hồ Việt gian, có thể lắm, tại vì bà người Việt. Ông Tài Đỗ, có thể lắm, tại vì ông người Việt. Nhưng mà ông Carlos Manzo, ông là người Mễ, người Mỹ gốc Mễ. Thành ra lúc nãy tôi có nói ông ấy, tôi bảo, "Are you not Vietnamese?" Nói, ông đâu có phải là người Việt Nam. Ông là American. Ông cười. Và vậy mà nó gọi ông ấy là Việt gian. Thì tôi có nhắn tin anh Nguyễn Bá Thành, tại vì anh Uy Nguyễn thì đang đi ở Washington DC, đang mở thêm một cái chi nhánh ở bên đó, Teletron. Tôi chưa nói chuyện được Huỳnh Nguyễn Bá Thành nữa. Thì nếu mà tôi nói thì tôi sẽ phản, nhưng mà tôi nói một người khác, ông Đặng Thành. Đặng Thành là phó tổng giám đốc của công ty Teletron. Thì tôi nghĩ rằng Teletron cũng sẽ rút quảng cáo lại Nam Quan, bởi vì họ làm doanh nghiệp, họ tránh đụng chạm với chính trị. Mà ở đây Uy Nguyễn biết tôi rất nhiều, mà chưa bao giờ tôi và Uy Nguyễn có sự đụng chạm đấy. Mấy chục năm nay Uy Nguyễn làm công việc của Uy Nguyễn. Tôi biết Uy Nguyễn đi theo những anh em ca nghệ sĩ, bởi vì như Nam Lộc như thế này, thì bởi vì hai bên có sự hỗ tương, bên thì kiếm khách, một bên thì có khả năng văn nghệ để mời mọi người tới xem văn nghệ miễn phí. Miễn phí nhưng mới biết đâu bán được một cái tivi, biết đâu bán được một nồi cơm điện. Thành ra bên nào có lợi. Nhưng mà nếu mà để cho một cái hình ảnh như thế này thì không tốt. Thì lúc nãy ở hội đồng thành phố, cái phần quan trọng nhất thì tôi đã được đọc rồi. Còn những cái phần sau nó không quan trọng. Thì cái phần quan trọng nhất là tôi nói tôi sẽ thưa thành phố. Bởi vì ông thị trưởng và ông luật sư đã không ngăn cản một tên là Đoàn Ly khi hắn tố cáo tôi là cộng sản và tôi đã nhận chỉ thị của nhà nước Việt Nam để phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng. Thì tôi nói ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí là thị trưởng. Trong mỗi phiên họp ông đều nhắc nhở mọi người chỉ nói những chuyện liên quan đến thành phố, không nói chuyện cá nhân và những người vắng mặt. Thì cái chuyện cá nhân lúc đó, lúc tôi nói xong thì tôi đã ra về rồi. Khoảng 7 giờ rưỡi thì tên Đoàn Ly này tính hành hung tôi. Hôm qua nói chuyện với ông Nguyễn Trọng Đức, ông bảo tôi như ông, tôi để cho nó sống tới nó đụng cho một cái cho mình ngã xuống cho mình mới la. Thì cảnh sát nó ra nó thấy mình lại ngã xuống, xong rồi cái gọi ambulance.
Tại mình có bảo hiểm, mình có Medicare, mình có Medicare thôi, mình đâu phải trả tiền. Mà trong thành phố thì nó tới nó chở mình đi thì thành phố phải chịu trả tiền, nếu mà trường hợp nó tính tiền xe xe ambulance chẳng hạn, hay là nhà thương, chuyện nó hạ hồi phân giải. Thì lúc đó tôi có quyền làm đơn thư và có quyền đưa ra tòa luôn, mà khỏi cần phải rắc rối gì hết. Tôi nói ông Đức, tại vì lúc đó có một người cảnh sát họ đã ra đầu kia, cảnh sát họ đã tinh ý, họ biết tên này đã lúc ở trong phòng họp, tên này đã có những cái thái độ không tốt với tôi. Khi tôi vừa đi ra, nó cứ để ý tôi, thành ra cái tôi vừa đi ra thì nó cũng đi ra, đi ra cửa bên kia chứ không phải đi cùng cửa với tôi. Thì cái người cảnh sát phụ nữ Việt Nam cũng đi theo nó, thành ra mình đâu có để cái chuyện nó xảy ra được, để mình đóng kịch được. Nhưng mà hôm nay thì phe của tụi nó không dám tới, nó phe Nguyễn Hữu Chánh không dám tới. Thì trở lại cái chuyện, thì những cái điều tôi trình bày, tôi có nói tôi sẽ thưa thị trưởng và luật sư thành phố, bởi vì hai người đã không ngăn chặn cái thằng Đoàn Ly để cho nó vu khống tôi là người của cộng sản và nhận chỉ thị của cộng sản. Ở bên Mỹ tất cả những cái vụ kiện là bị tố cáo là cộng sản đều thắng hết. Bà Triều Giang là cái người mà đang phát động chiến dịch mà kiện Formosa, bà ở bên Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Trước đây bà kiện ông Đỗ Văn Phúc là tổng hội trưởng Tổng hội cựu chiến sĩ về tội vu cáo bà là cộng sản. Mà bà còn nhiều cái chuyện hơn tôi nữa nhé. Bà về Việt Nam, bà mua một miếng đất ở Pleiku và bà làm cà phê kích tròn ở Pleiku. Bà bán tại Mỹ. Nhưng bà bị thất bại. Tại sao cà phê Trung Nguyên và các cà phê khác không bị thất bại mà bà bị thất bại? Tại vì bà ở bên Mỹ, bà không ở Việt Nam. Bà giao ở mạng Việt Nam yếu thôi chứ mạng bên này thì không yếu đâu. Mà máy tôi thì đặt mua cái mạng rất là mạnh, 5G. Con rể nó là cựu hải quân Mỹ. Thành ra khi mà mua điện thoại đó, nó được giá rất hời cho các cựu quân nhân. Mỗi tháng chỉ trả có khoảng 4, 4 cái điện thoại. Cái của tôi, cái của ca sĩ Lệ Hằng và hai vợ chồng của tụi nó là 4 cái, có 100 đồng mà là 5G luôn.
Hồi xưa tôi phải làm một mình á, mua một mình á, thì có 3G, 4G không mà đã trả tới 150. Và mua bảo hiểm mới vào 200, còn đây của nó thì có 100 đồng mà không phải trả đồng nào hết, tại vì tụi vợ chồng nó trả hết có 100 đồng. Mạng yếu là tại vì bên Việt Nam mình có 6 đường cable, đường cáp thì 5 đường cáp đã bị hư. Thì trở lại cái vấn đề này, khi tôi ra thành phố tôi nói được cái phần của tôi muốn, tức là hai vụ kiện. Vụ kiện thứ nhất là tôi nói lần trước thành phố đã chảnh mảng thiếu sót khi mà kiểm tra lý lịch của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Nam Quan Nguyễn. Thì khai Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì khai bằng cấp không đúng, Nam Quan Nguyễn thì cũng không có bằng nữa mà lại còn bị hình sự về tội bạo hành trong gia đình, mang súng bất hợp pháp, vân vân. Lần này tôi sẽ thưa Charlie Nguyễn Mạnh Chí và thành phố về cái tội đã không ngăn một người cư dân đã nói xấu tôi trong lúc tôi không có mặt, lúc đó tôi đi về rồi. Và không những cho tôi nữa mà một người khác, tức là cô bé Kẹo. Tôi có hỏi Kẹo thì chắc là Kẹo nó không có thưa, tại vì họ cũng không có thích đấy. Nhưng mà Mai Vũng Tàu á thì sẵn sàng thưa. Mai Vũng Tàu nói rằng sẽ đưa Nam Quan vào trong vụ kiện với Nguyễn Tiến Dũng. Hình như vụ kiện của Nam Quan Nguyễn là hình như tháng 3 hay là tháng 4 thì tôi không biết. Còn riêng á cái vụ kiện của tôi đó, thì tôi nói lúc nãy tôi có nói tôi giao hẹn cho tới phiên họp kỳ tới ngày 29 tháng 3, nếu mà thành phố từ đây tới đó không trả lời tôi thì tôi sẽ nộp đơn kiện như anh Thắng Nguyễn mới nói đó. Khi tôi nộp, mình chưa nộp đơn thì chắc chắn họ cứ nghĩ rằng mình hù. Mình nộp đơn tòa rồi đó thì lúc đó thành phố nó sẽ mời mình tới nói chuyện, tức là thương thuyết, sẽ có thương thương thảo. Thí dụ như tôi đòi bồi thường 10 triệu, thí dụ như vậy, hay là mỗi vụ kiện tôi đòi 5 triệu chẳng hạn, thì họ sẽ thương thảo tôi. Okay. Thì cái vụ kiện mà nói tôi là cộng sản á, chắc chắn là tôi không bỏ qua. Là thứ nhất, Charlie Nguyễn Mạnh Chí dính cái vụ này dễ bị đi hơn là cái vụ mà nó nói láo không có bằng cấp. Còn Nam Quan Nguyễn á, thì cái vụ trước á, thì lại dễ dính hơn cái vụ sau này. Nhưng rất may Nam Quan Nguyễn đã làm cái video này và đã có hình của tôi và đã gọi tôi là Việt Gian. Cái chuyện đó là chuyện của tôi chứ không hề chuyện của bạn được. Tất cả những liên quan tới vấn đề tòa án không bao giờ tiết lộ ra ngoài nếu mình chưa có làm. Tôi chỉ nói chuyện một cái tổng quát thôi nha, bạn Nhi Kim. Thì tôi nói được cái phần đó là xong. Đó là phần chính. Nhưng mà ít nhất ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Trọng Võ đã bắt thằng Nam Quan phải xóa cái video đó đi. Đó là một cái thắng lợi.
Thì có người hỏi tôi rằng nếu mà cái video bị xóa đi, anh đâu còn bằng chứng. Nó có rất nhiều video khác. Nam Quan nó nhiều lắm. Đây là hồ sơ của Nam Quan. Nó gọi tôi là Việt Gian. Nhiều lắm. Nó cho cả Ngô Kỳ gọi tôi nữa. Ở trên kênh của nó. Có người làm thấy cái hình này, quý vị thấy hình này. Làm background đằng sau lưng là cờ đỏ sao vàng. Cái hình thật của nó là như thế này đây, mà cái người ta làm nó gửi cho tôi. Thế mới biết rằng có nhiều người ghét nó lắm, chứ không phải ai cũng ưa nó. Mà nó cứ nói cái câu Việt Gian đó là nó chết rồi. Anh không chứng minh người ta được Việt Gian là anh thua. Nam Quan, Việt Cộng nằm vùng trong ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Lúc đó nó không biết nó âm mưu gì, nó nịnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kinh khủng luôn. Bây giờ thì chúng tôi mời các bạn xem cái video này tôi đang làm giải trình chưa xong, chưa đưa lên nữa. Thì các bạn xem và tới phần nào quan trọng tôi ngừng lại. Cái này là gọi là mình gọi là cine, nó làm nó hay có cái buổi chiếu phim mà chiếu thử cho người ta xem.
Vâng thưa các bạn, đó là cái phần mở đầu tôi lấy từ trong cái video của Kẹo Ngọt Bùn Sa để giới thiệu về tư cách ngôn ngữ của thằng phó thị trưởng. À, bây giờ thì bắt đầu chuẩn bị đi qua một số hình ảnh. Cho nên là cái chuyện mà mình nói là mình vẫn vẫn phải nói thôi. Nó không biết nhục thì mình biết là chuyện tụi nó không biết nhục rồi. Thằng David Lee rồi thằng Hùng Que. Đấy. Tôi hãy còn rất nhiều tài liệu về Nam Quan phải nha. Nó xóa cái kia đi là theo lời yêu cầu của bác sĩ Võ, nhưng tôi vẫn nhiều thứ. Thì đây là những cái hình ảnh tôi chêm vào cái phần background của nó, tức là phần đằng sau nó, thì tôi lấy cái hình Việt Nam Airlines. Trong cái Việt Nam Airlines đó đó thì có cái đuôi là cái lá cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đây là cái quảng cáo ở trên Vaba mà đám dân cử nó mới đi, và kết quả là các bạn đã nhìn thấy là từ trên Bắc Cali kéo xuống dưới Nam Cali, và ở bên quận Cam này thì anh chủ tịch cộng đồng là Bùi Phát đang chuẩn bị thứ nhất ra một cái tuyên cáo để lên án cái đám này. Cái thứ hai là sẽ có một cuộc biểu tình. Trong cái video nói chuyện với Huy Đức ấy, thì lát nữa các bạn sẽ nghe Nam Quan có nói rằng chứng minh là ông David Dương bắt tay với lại chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi, thì đây có phải là bắt tay không? Đây là David Dương, đây là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đây là hình David Dương đứng sau lưng của một cái lá cờ. Các bạn cứ vào văn hóa online của Tạ Phong Tần là có những cái hình ảnh này. Đây là hình David Dương trao tặng 100.000 đô la cho Tổng lãnh sự Nguyễn Trác Toàn và 1.000 cái bình dưỡng khí. Thì cái việc này việc làm tốt, đáng làm, nên làm, bởi vì nó giúp cho những nạn nhân Covid. Thế nhưng đó, trong cái tốt này đó thì thật sự rằng nó tốt có điều kiện, bởi vì David Dương đang bị điều tra về cái công ty Đa Phước, thành ra anh bắt buộc anh phải lấy lòng. Đối với một cái công ty mà có tiền triệu như là David Dương như vậy, 100 ngàn quá ít. Bởi vì anh đi anh giải ở ngoài cộng đồng này đó cũng cả triệu bạc nói. Tổ chức Formosa mà của bà Triều Giang mà tôi nói lúc nãy đó, hai lần được, mỗi lần 25 ngàn, là hai lần là 50 ngàn nữa.
Thì đối với cả một nước Việt Nam 100.000 với lại 1.000 cái máy chợ thờ thì quá bèo, quá bèo. Nhưng mà cái hình ảnh này tôi phải đưa lên là để chứng minh cho Nam Quan biết, Nam Quan đừng có gáy, chứng minh rằng là ông David Dương có những liên hệ với Cộng sản như thế nào. Thật sự rằng á, Nam Quan nó chỉ là muốn chữa cháy trong cái vụ Ba thôi, mà nó phải hiểu rằng á tại sao Trần Thái Văn bắt thằng Nam Quan ra, tại vì Trần Thái Văn không dám nói, tại vì Nguyễn Quốc Lân không dám nói, tại vì Charlie Nguyễn Mạnh Chí không dám nói, thì thôi để cho cái thằng chép riêu nhất nó nói, lỡ có gì thì cũng không sao. Thì quý vị thấy là Trần Thái Văn đã né trong tờ báo Người Việt đã trả lời. Tôi tới đây với trong cái vấn đề mà trong bữa tiệc này không quan tâm về chính trị, thành ra tôi không để ý những cái chuyện lùm xùm. Tại sao lại Trần Thái Văn gọi đó là lùm xùm? Anh là một cháu của Trung tướng Dương Quốc Đống, anh là lãnh tụ, anh nói là không bao giờ anh chấp nhận ngồi chung với Cộng sản. Thế mà tại sao bây giờ anh ngồi dưới cái logo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và bữa tiệc được bảo trợ bởi Việt Nam Airlines và hai ba công ty nữa, nhưng mà lớn là công ty lớn là VinFast, rồi công ty Quốc Việt. À, công ty áo dài, một vài công ty ở Việt Nam, nhưng mà tôi chỉ nói hai công ty lớn. Lý do là tại vì Việt Nam Airlines là 90% cổ phần của nhà nước, là công ty quốc doanh. Còn VinFast thì vợ ông VinFast là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa chủ nghĩa rất nhiều nơi, nhưng mà chung quanh ở Âu Châu. Bà đã từng làm chủ tịch, đã làm đại sứ ở bên Ukraine, sau đó ở bên Ba Lan, về đâu nhiều lắm. Bà suốt đời bà đi làm, và bà là một, đương nhiên là đảng viên, con cháu ba đời Cộng sản. Phải nói rằng ông Phạm Nhật Vượng là một cái gương thành công cho những người muốn vươn lên, nhưng mà ông phải nhờ có bà thì ông mới lên được. Tên ông là Vượng, thành nhà ông được Vượng Phu Ích Tử, chào Forever Nguyễn. Như vậy thì hai công ty lớn mà nửa vòng trái đất TV, Derek Phạm nói một câu rất độc: uống một hớp nước, ăn một cái chả giò bằng tiền bảo trợ của Việt Nam Airlines và VinFast, là cũng là ăn tiền của Cộng sản một cách gián tiếp. Câu đó đau lắm nhé. Chỉ một hớp nước mà một cái chả giò mà mắc quay như vậy. Lát nữa tôi sẽ nói tiếp thêm. Nhưng tôi muốn chứng minh cho Nam Quan biết, đây, hình ảnh của David Dương đứng với lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mà Nam Quan nói rằng bênh vực, nói rằng ai chứng minh cho Nam Quan thấy cái tấm hình này, cái hình chụp đứng với lại Nguyễn Xuân Phúc thì đấy. Thì lẽ đương nhiên trước khi chụp hình này là người khi gặp nhau người ta phải có bắt tay, đúng không? Và đây là một cái hình kế tiếp David Dương nhận bằng khen ở trong nước.
đằng sau lưng là tượng bán thân của Bác Hồ, bên này là một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, à quên, lá cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà qua cái hình kế tiếp thì David Dương lại đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, may do Tạ Đức Chí và phái đoàn. Đây là Nam Quán, đây là Trần Nhật Phong. Thì có người làm cái video, làm cái hình này trên Facebook nhưng đã xóa đi. Năm thằng cuội dự tiệc do Việt Cộng tài trợ. Cái nếu là Photoshop thì cái chuyện đó ông David Dương sẽ thanh toán với tôi, bạn không phải lo. Cái câu hỏi của bạn đấy, từ nãy giờ ba câu hỏi đấy đều là những câu hỏi bóp méo không, bạn không có clue. Tôi hiểu bạn là ai, tôi yêu cầu bạn ngồi đó mà xem. Hình Photoshop nào mà dám lấy ông Nguyễn Xuân Phúc đứng đây? Thằng David Dương nó có tặng và nó có bằng khen, nó treo ở trong website của nó. Đừng có vớ vẩn. Một lần nữa là tôi mời bạn đi ra khỏi đây. Cái thằng Ngô Kỳ nó để đây, nó bảo đây là ba gang of three, ông Calo Manjos, ông Tài Đỗ và Kimberly Hồ, nó gọi là gang of three, lường gạt đồng hương. Có video không? Nếu ba người này mà thưa thằng Ngô Kỳ được không? Nhưng thằng này trên răng dưới ghế thì thưa cái gì? Sao bạn không hỏi đi? Chào Voi và Nguyễn. Tôi giới thiệu một số hình chết về cái nhóm này trước khi tôi đi vào cái video. Nói là Việt Giang, những gương mặt Việt Giang đang phá hoại Liên Sài Gòn. Thế ông Carlos Manzo này, ông có phải là người Việt không mà bảo bảo là Việt Nam? Một tấm hình này bảo tôi là Việt Cộng, thằng Nam Quan ấy. Vậy mà nó nói rằng nó bênh là ông David Dương không phải Việt Cộng, trong khi ông gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay nữa. Quý vị thấy không? Chào Vũ Hạnh. Các bạn thấy trước đó đó, thằng Ngô Kỷ đã lên án những dân cử đi lên sang ngôi đê mạnh mẽ lắm,
là tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là công vô tư, tôi công tâm không theo phe này này kia, đại khái. Ngày hôm sau cái là Trần Thế Vân thì gọi tới xoa đầu cho cái phong bì, thế là quay trở lại nói ngược lại liền. Đây là mấy cái hình này của Ngô Kỷ tôi lấy trong cái trang mạng Ngô Kỷ, hình như nó xóa đi rồi. Đấy, trong trang mạng của Ngô Kỷ mấy cái này của Ngô Kỷ hết. Đây là mấy cái hình của Ngô Kỷ ghép. Quý vị không thấy cái biết ẩn ý của David Dương không? Sứ mạng một tiếng nói chung. Tại sao lại một tiếng nói chung? Có nghĩa rằng tại sao là sứ mạng? Sứ mạng đây là cái nghị quyết, cái nhiệm vụ. Một tiếng nói chung có nghĩa rằng nghị quyết 36. Một tiếng nói chung là tiếng nói tiếng Việt từ trong nước ra tới hải ngoại. Rất là ẩn ý. Mấy anh Tàu con khôn lắm. Đây là hình ở trong phố Buôn Sa TV, Ngô Kỷ chỉ mặt David Dương. Lúc này là lúc đang chỉ mặt David Dương, cảnh cáo David Dương. Chẳng biết cảnh cáo sao, được bao nhiêu tiền cái đấy, im rơ vào rơ. Ngô Kỷ đã sống bằng cái nghề này đấy. Đây cũng là hình của Ngô Kỷ đấy. Ra đều, khi mà nó đưa cái hình này lên, nó nói ở trong cái Facebook của nó bảo rằng đấy, Ngô Kỷ thì lúc nào cũng là cờ vàng ba thập đỏ. Những người nào tin là Ngô Kỷ sẽ quay đầu về nước, hay là sẽ về nước, hay là sẽ đốt lá cờ Việt Nam Cộng Hòa này, đừng nghe những gì Ngô Kỷ nói, hãy nhìn những gì Ngô Kỷ làm. Ngô Kỷ đây chỉ sợ một người. Đã như vậy lại còn trao bằng tưởng lục nữa. Charlie với Mạnh Chí trao bằng tưởng lục cho David Dương. Đây là Victor Dương, em của David Dương. Đây là Nam Quan Nguyễn, đứng gồng mình lên, được lần đầu tiên được đứng này. Một thằng ăn mày mà nhờ tự nhiên được ăn xôi gấc, nhảy lên đứng gồng mình lên. Đây là cái hình mà đi chơi ở trên nhà của David Dương ở trên ở Oakland. Đấy, Ngô Kỷ đây, Nam Quan đây, Charlie với Mạnh Chí đây, Tạ Đức Chí đây, David Dương đây. Còn ông này thì tôi không biết. Nhìn cái mặt không rõ lắm. Mà tiếng Campuchia thì tôi lại không biết. Thành ra không biết tên ông là gì. Đây là những cái hình mà có cái hôm mà ra mắt tổ chức Liên minh Dân tộc của Nguyễn Đức Chánh. Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quan, Tạ Đức Chí, Nguyễn Quốc Lân và Ngô Kỷ. Vậy mà Ngô Kỷ không được đi ăn, tiếc hổ hụ. Có một cái chả giò không được ăn, thế mới đầu. À, tôm hùm, tôm hùm, tôm hùm, có tôm hùm. Bữa tiệc tôm hùm.
Đây là hình Charlie với mẹ chị ngày hôm nay. Bà Terry Rain và tôi trong cái lá thư đó, tôi không được đọc tại vì tôi chỉ có 3 phút thôi. Nhưng mà tôi trong cái lá thư tôi viết, tôi có đặt cái vấn đề này. Cái từ dưới Westminster lên trên Bắc Cali trao cái bằng này có hợp lệ hay không? David Dương đóng góp gì cho thành phố Westminster và những người có chữ ký của những nghị viên khác hay không? Hay là tại vì ra là chơi cái kiểu trò mèo của Việt Nam cứ làm mẹ nó sợ gì, mình nhân danh thị trường cứ việc đấy. Thế tại sao thằng Tạ Đức Chí cũng nhân danh thị trường trao bằng cho Ngô Thanh Vân sau này bị lấy lại? Bài học đó mày chưa nhớ à? Chỉ có những thằng mất dạy nó mới làm như vậy. Mà một trong những thằng mất dạy đó là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng của thành phố Westminster. Đây là hình ảnh ông Phát Bùi đang trả lời nửa vòng trái đất TV. Thì ngày hôm qua Lâm Nguyên Quảng Cam cũng đã phỏng vấn ông Phan Kỳ Nhơn. Thì theo tôi được biết thì ông Phát Bùi với tư cách là chủ tịch cộng đồng Nam Cali sẽ đứng ra để làm một cái cuộc bãi nhiệm Nam Quan Nguyễn. Thì hồi chiều này tôi đi bộ với mấy anh bạn già trong khu. Buổi chiều thì tụi tôi hay đi bộ một nhóm với nhau. Thì tôi đi bộ, vừa đi vừa thì các bác đã hỏi tôi: anh nghĩ rằng mình cái cơ hội thắng Nam Quan là bao nhiêu phần trăm? Tôi bảo chưa thì mình chưa chắc, nhưng mà nếu mà dự đoán á, thì tôi có thể nói 100%. Ui, làm gì mà tới 100%, sao anh tự tin vậy? Tôi bảo không, thế này nhé, thì không cần biết là căn cứ 10% cử tri trên tổng số ba ứng cử viên là 5.534 phiếu, thì chỉ cần 500, hơn 550, hơn 5.534 phiếu cho lên 600 này là đủ thắng này. Còn nếu mà lấy cái tổng số mà cư dân đăng ký tại thành đơn vị 4 của thành phố Westminster này đó, thì con số đòi hỏi sẽ là khoảng chừng 11, 12 ngàn. Thì cho là 12 ngàn đi. 12 ngàn thì 10% là phải 1.200. Thì tôi thấy con số nó dư sức. Là tại vì sao? Tại vì tôi căn cứ vào số những người đã bầu cho ông Jimmy Phạm ấy, là 1.800 hơn. Và cho bà Terry Vũ Nguyễn 1.200 hơn, thì cộng hai cái lại khoảng 3.100 phiếu, thì lấy một nửa 3.100 phiếu thôi đó cũng được là 1.000, hơn 1.500 rồi. Tại sao vậy? Tại vì những người đã bầu cho ông Jimmy Phạm và bầu cho bà Terry Vũ Nguyễn là những người chắc chắn ghét thằng Nam Quan, mà họ ghét thì bữa nay mình kêu gọi bầu cho Nam Quan thì họ sẽ đi bầu lên để cất phế cái thằng Nam Quan đi, để cho ông Jim Phạm được lên. Nếu theo đúng cái, nếu thành phố quyết định theo là cái người về thứ nhì sẽ được đôn lên, trong trường hợp người thứ nhất bị chết hoặc là bị cất phế vì lý do gì thì đương nhiên. Và chỉ cần 1.800 người đã bầu cho ông Jimmy Phạm đi bỏ phiếu không thôi đó, thì ông Jimmy Phạm vẫn thắng như thế nào.
À thì ông Nam Quan vẫn bị chất phế như thế. Đó là lý do tôi nói 100%. Mấy ông bảo, à đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có mà ông cũng đi trong đoàn, bảo hôm qua tôi có nghe anh nói cái đó rồi. Tôi bảo vâng, thì đó, tôi chỉ đoán như vậy thôi. Thành ra cái xác suất mà Nam Quan bị chất phế đó, nó rất cao. Lý do lần trước ông Hoàng Kiều năm 2019 ấy, đi chất phế một lúc ba người và những câu hỏi rất là rắc rối, bạn có đồng ý chất phế ông thị trưởng Tạ Đức Chí hay không? Yes or no. Bạn có đồng ý chất phế bà Kimberly Hồ hay không? Yes or no. Bạn có đồng ý chất phế ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông Yes hay no? Thành ra rồi họ một lúc họ phải trả lời ba câu hỏi. Rồi nếu mà chất phế ông Chí Tạ đó, thì bạn muốn bầu cho ai? Rồi chất phế bà Kimberly Hồ thì bạn sẽ bầu cho ai? Chất phế ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì bầu cho ai? Làm cho nhiều người đi biểu bỏ phiếu họ không hiểu. Do đó có nhiều cái lá phiếu sẽ bị bất hợp lệ. Thì qua cái lần này đó, chỉ có một mình Nam Quan thì rất là dễ. Bạn có đồng ý chất phế Nam Quan Nguyễn hay không? Yes or no? Thế thôi, đánh dấu vào yes. Thế là đủ. Trên 1.200 phiếu là thắng rồi. Tất cả những người đã bỏ phiếu cho ông Jimmy Phạm chắc chắn họ sẽ đi bỏ phiếu lần này để cho ông Jimmy Phạm được lên thay thế Nam Quan Nguyễn. Thì 1.800 người đó, cộng thêm một số người của bà Terry Vũ Nguyễn là những người không thích Nam Quan thì họ cũng sẽ bầu, đúng không các bạn? Đó là cái phân tích của tôi đó. Thì và dự trù rằng nếu mà phiên họp kỳ tới đó vào ngày 22 hay là 29 tháng 3 này thì sẽ có một cuộc biểu tình ngay trước City Hall, tức là trước cửa hội đồng thành phố, tức là ủy ban nhân dân thành phố Westminster. Họ sẽ cho một tổ chức biểu tình và song song đó để tiến hành những thủ tục để bãi nhiệm. Đây là tấm hình mà các bạn nhìn thấy rằng hai người này bên tay trái này tôi không biết, nhưng thằng này là thằng Trung Nguyễn mà lúc nãy ở trong hội đồng thành phố nó cầm cái điện thoại đưa cái hình của tôi lên mặc áo đỏ. Đây là cái hình áo đỏ đây. Và bên này là hình Andrew Lê. Đây là hình Trương Quốc Huy. Đây là hình Huỳnh Thanh Hoàng. Huỳnh Thanh Hoàng là ai? Huỳnh Thanh Hoàng là thủ tướng của triều Đại Việt của bên Đào Minh Quân. Tại vì Đào Đào Minh Quân bây giờ lên làm vua rồi. Thế là thủ tướng là triều Đại Việt này, Huỳnh Thanh Hoàng này. Thì bây giờ những cái thằng này mà đứng cạnh triều Đại Việt thì nó đã xác nhận tư cách của tụi nó là cái gì. Làm gì thì làm, xe cũng phải màu vàng, nhưng mà thua Ngô Kỷ chỗ là không có ba cái gạch đỏ. Đây là hình Trần Nhật Vân. Tôi đi dự tiệc vào ba nơi có quảng cáo Việt Nam Airlines. Đây là hình David Dương đang phát biểu. Đây là cái video trích từ trong của ông Minh Giang. Chiếu ở trên màn ảnh lớn và có lá cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Thật sự rằng á, cái vấn đề này nó không ở cái chỗ đó mà nó nằm ở chỗ khác. Cái chuyện không ai biết ý đồ của ông David Dương. Đây là nhà hàng HL, hôn hôn L, HL là hôn L hay là cái gì, có hai chiếc xe VinFast đậu đằng trước cửa thì người ta bảo trợ, người ta đậu xe. Đây là cái quý vị thấy không? Cố tình đưa bên này là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bên này là ông Chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ Tạ Đức Chí, Charlie Nguyễn Mạnh Chí, toàn là tất cả những nhân vật. Ông này ông là chánh án ở bên Sacramento. Cố tình đưa những cái hình ảnh lên để làm cái gì? Và như hôm qua và hôm kia tôi đã nói, và bà đã bị tiểu bang California rút giấy phép hoạt động từ ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021, và đã không có năm ngoái, năm kia, năm kia đều không có hết. Thì có thể đổi tại đang ở COVID, năm nay không có COVID mới mở ra. Nhưng mà mục đích của David Dương làm gì? Muốn lợi dụng những hình ảnh càng đông càng tốt của các dân cử California để hỗ trợ cho cái vụ kiện của David Dương với lại thành phố San Jose. Thì thành phố San Jose đã không cho David Dương được đấu thầu, tái đấu thầu năm 2022. David Dương đã thưa ra tòa đòi bồi thường 44 triệu, 44 triệu đô la đó. Thành nhà David Dương cần có một cái gì để quảng cáo cho tên tuổi của mình, mới lợi dụng tất cả, hắn ta mời tất cả các dân biểu và các nhân vật có máu mặt. Tại sao ở San Jose nó không mời được người ở San Jose mà nó phải với tay xuống dưới Nam Cali nó mời mấy cái tay này? Trần Thái Văn, Charlie Nguyễn Mạnh Chí, rồi Tạ Đức Chí, rồi Michael Võ, Joe Đỗ Vinh. Trên trong trong khi ở trên San Jose thì lại chẳng có thấy cái mặt mốc nào nằm ra đây hết. Là lý do sao? Là bởi vì trên San Jose họ tẩy chay David Dương. Họ biết rõ David Dương là người như thế nào. Qua một cái flyer khác cũng lại là những cái tay, cũng lấy hai hình ảnh hai ông này lên để hù dọa người khác. Và đây là VinFast và đây là Vietnam Airlines. Đây là áo dài Festival. Đây là Quốc Việt Food. Đây là những người mà được lên để tặng bởi, để cho David Dương đưa những cái hình ảnh ra tòa. Ra tòa David Dương nói rằng nó được mọi người quý như vậy mà tại sao thành phố San Jose lại kỳ thị nó? Và đây là giấy phép ngưng hoạt động của thành phố của David Dương, tiểu bang California. Quý vị thấy rằng những cái người đứng đây là ai? Những tay hám danh. Trương Quốc Huy, Tạ Đức Chí, Nghệ Lữ, Nam Quan, tên này tôi không biết.
Nam Quan chữa cháy nhưng đổ thêm dầu vào lửa. Đó là chủ đề tôi lấy. Để ba ba annual gala. Lúc đầu thì là Việt Nam Airlines mới nằm ở dưới này, sau này đưa lên trên này, sau này mới đưa lên trên này. VinFast này. Đây là Tạ Đức Chí. Sau đó là trao cho bằng đây Trần Thái Văn thay mặt là em đi đỗ để tặng cho một cái bằng. Ông Trịnh Quốc Thiên mới gửi ra một cái video, tôi muốn coi thử coi ông cái video ông bảo náo loạn cộng đồng. Náo loạn cộng đồng Việt thủ đô Washington, phim doanh thu cao nhất Việt Nam ra mắt xung đột mẹ vợ tức là phim nó được chính thức ra mắt tại thủ đô Washington, tức là phim Việt Nam được chiếu tại Washington, tức là coi nhà chọc quê cộng đồng người Việt đó. Vâng, trở lại cái video này, tôi cố tình chiếu những cái hình ảnh này lên để cho thấy rằng cái sinh hoạt của cái ba ba, cho các bạn có một cái ý niệm trước khi nghe thằng Nam Quan Nguyễn nó chữa cháy dùng cho David Dương. Thì như tôi đã nói là Nam Quan không phải là một tay ăn nói, nó xuất thân từ một cái nghề cơm hàng cháo chợ. Bố nó là một người bị Việt Nam Cộng Hòa bắt đi lao công đào binh về tội đào ngũ trốn quân địch, và thời chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa nó cũng bị bắt về cái tội là đi theo lực lượng phun rô để chống lại nhà nước Việt Nam. Như vậy bố nó thuộc loại người nghĩa là bất mãn kinh niên, ở chế độ nào cũng chỉ muốn làm cha làm chú người ta thôi. Và đây là cái phần bắt đầu video của OK. Thì nói sơ sơ vậy cho quý vị biết là anh David Dương không phải là một cái người mà không có tiếng tăm đâu. Anh là một cái người rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt Nam. Thì ai nói David Dương không phải là người không có tiếng tăm đâu? Tại sao mày phải nịnh bợ đến cái mức như vậy? Của chúng ta mà nhất là trong cộng đồng miền Bắc Cali ở trên San Jose và Oakland, đúng không? Rồi bây giờ cho Đức hỏi tiếp là trong cái buổi tiệc đó, đó một số người cho biết là do Vietnam Airlines, nghe cho rõ nha, họ nói rằng là do Vietnam Airlines and VinFast tổ chức. Nhưng mà anh coi trong cái tài liệu này là David Dương tổ chức, tức là bên Vaba tổ chức. Vaba tổ chức như vậy. Cái này tôi không biết là Huy Đức lấy ở đâu. Nhưng mà nếu mà Huy Đức đã có nói sẵn sẵn trong điện thoại đó, sao Huy Đức không đưa lên để cho thấy ai nói? Bởi vì tất cả báo chí, tất cả mọi người đều nói đây là buổi tổ chức của Vaba, đâu có ai nói là của Vietnam Airlines đâu. Người ta chỉ nói là Vietnam Airlines và VinFast tổ chức là hai nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc tổ chức này của Baba. Rõ ràng thư mời của Baba mà David Dương ký thì làm sao mà gọi là Vietnam Airlines tổ chức. Và nếu mà đúng như Huy Đức nói đó thì tôi thấy
cái tên nào nói câu đó là cũng là hồ đồ, là hố. Hoặc là chính cái người của bên Nam Quan tung ra cái tên đó để mà gọi là mất uy tín của những người chống lại ông David Dương. Có thể lắm, không thể biết được. Vâng, các bạn nghe tiếp. Thì xác định lại là ai là người tổ chức? Và ba tổ chức. Và ba tổ chức. Ok, nếu như vậy thì cái Vietnam Airlines với là VinFast, họ đến đó với cái tư cách gì? Họ là những người sponsor thôi. Ok, thưa quý vị, trong một cái tổ chức ha, ví dụ bây giờ Nam Quang lấy một cái hình cho quý vị coi. Ok, đây, cái hình này nó hơi nhỏ, mà nó chỉ là cái tờ rơi quảng cáo. Okay, như lúc nãy tôi đã chiếu rồi. Cái gì không? Đây là cái hình của Nam Quang đứng chụp chung với lại ông này, là ông Brandon, là chủ tịch của Quốc hội California như quý vị nha. Đây, ông Quang chụp hình chung với lại ông Brandon, là speaker của Quốc hội California đó. Đây, quý vị thấy không? Đây là Nam Quang này cho quý vị coi. Thì quý vị có thấy cái chữ va ba thiệt là bự ở dưới phía sau cái background, không, cái backdrop á, cái chữ va ba đó. Thì cái này đó là thằng Nam Quan á, nó lấy cái fly, tờ fly đó, nó bảo là chữ ba ba thật lớn. Thì từ nãy giờ các bạn nhìn thấy rồi, không có ai nói cái này của Vietnam Airlines hay là của VinFast tổ chức hết. Rõ ràng David Dương và ba ba là của David Dương. Thành ra tôi mới đi và tôi tìm thử coi ba ba còn hoạt động hay không, thì chứng minh rằng ba ba đã bị ngưng hoạt động từ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Tôi đâu có nói Việt Nam Airlines tổ chức hoặc là VinFast tổ chức đâu. Thì tôi chỉ mong rằng ông Huy Đức ấy, ông cho được cái hình chụp ai nói câu đó và cái người nào nói cái đó. Nếu không không thì tôi cho đây là một sự sắp xếp giữa Huy Đức và Nam Quan là cố tình đánh lạc hướng dư luận, cho rằng những người chống lại cái vụ mấy dân cử đi lên trên tham dự với ba ba là những người không có đàng hoàng, những người bịa đặt, những người xuyên tạc. Đây rõ ràng là cuộc bữa tiệc của ba ba, và khi mà bạn xác nhận đây chính là bữa tiệc của ba ba đấy thì bạn càng bị chết. Đó là lý do mà tôi nói rằng đổ thêm dầu vào trong lửa. Đã biết là ba ba tổ chức thì sau khi biết được Vietnam Airlines và VinFast thì tại sao không từ chối đi? Các bạn sẽ nghe thấy phần sau. Chúng ta sẽ nói tiếp ở phần sau. Quý vị có thấy chữ Vietnam Airlines hay là VinFast gì đó không quý vị? Cái này là công ty. Cái này là hội Va Ba, là Vietnamese American Business Association họ tổ chức. Cái này là quý vị thấy không? Tôi nói hai tên này lấp liếm, cố tình đặt ra mỗi câu hỏi mà không biết ai hỏi, mà không chứng minh nữa, không thấy cái hình chụp cái câu hỏi nữa, thì rõ ràng rằng là để mà gọi là thứ nhất Nam Quang có cơ hội xác nhận đây là bữa tiệc của ba ba để đánh chống lảng đi, không nghĩ tới Vietnam Airlines và VinFast nữa. Cái điều đó nó cũng không nói lên được một cái điều gì hết, và ba tổ chức hay không tổ chức, nhưng mà ai là người bảo trợ. Chính trong đó bên và ba nói rằng 5 cái vé máy bay khứ hồi trị giá 16.000 đô la, thì 5 vé có phải là 80.000 đô la không? Đó là bảo trợ lớn nhất. Rồi VinFast thì bảo trợ cũng 5 vé, nhưng mà 3 ngày, à 4 ngày và 3 đêm tại khách sạn 5 sao của VinFast trị giá 5.000, thì 5 vé là 25.000. Tại sao một công ty mà David Dương nói rằng
David Dương là người cộng đồng, cần cộng đồng yểm trợ để ra tòa San Jose, mà lại đi bắt quàng với người sang làm họ từ trong nước ra làm gì? Hay là tính là dùng cái Việt Nam Airlines hay với lại VinFast để hỗ trợ cho cái uy tín của Baba, của David Dương trong cái vụ kiện sắp sửa tới ở thành phố San Jose? Và tại sao lại có cái chuyện là nó có cái, và đây đây để mở lên cho quý vị coi lại thêm đây chút là nữa, và quý vị thấy có những cái nhỏ nhỏ ở phía sau không, những cái hình nhỏ nhỏ ở phía sau đó, cho quý vị coi. Bây giờ mình không có cái hình chụp riêng, nó có những cái logo nhỏ nhỏ phía sau, Huy Đức thấy không, những cái logo nè, giống như là của Chase nè, rồi của Wells Fargo, rồi xong đó. Bây giờ anh thấy thí dụ đây nó có Wells Fargo rồi này, là tùm lum tà la. Quý vị mỗi lần mà quý vị đi những cái sự kiện gì đó, quý vị thấy có một cái backdrop ở phía sau. Quý vị thấy cái đằng vô học thất học, người ta đã bảo trợ tức là mình phải tôn trọng người ta. Nếu mình đã đi với dự bữa tiệc mà đi với Dương mời mình, nó bảo tùm lum tùm la. Tùm lum tùm la là cái gì? Đúng là ngôn ngữ ở đầu đường cho chợ, chứ không phải ngôn ngữ của phó thị trưởng. Thiếu gì cách để nói. Thì những cái logo đó, thì lúc nãy tôi chiếu rồi đó, những cái logo của các hãng nhỏ, hãng khác ngoài VinFast và Vietnam Airlines thì có nhiều hãng khác, thì mình chỉ nói như vậy đủ rồi, làm gì mà tùm lum tùm la. Tùm lum tùm la là cái gì, nó có nghĩa gì không? Đúng không? Thì phía sau nó có cái backdrop đó, nó có in hình những cái công ty mà bảo trợ cho chương trình. Thì cái Vietnam Airlines với lại VinFast là chỉ là một trong cả trăm cái công ty nó bảo trợ cho cái sự kiện này thôi. Thành ra đây không phải là cái vấn đề. Những cái công ty khác nó không phải là công ty ở Việt Nam. Ví dụ Quốc Việt Food thì nó ở Việt Nam thật, nhưng mà nó lại là một công ty nhỏ. Nó chỉ bảo trợ ví dụ như 1.000 đồng hay là 2.000 đồng hay 5.000 đồng. Nhưng mà đây hai công ty kia 25.000 VinFast, 80.000 Vietnam Airlines. Và đặc biệt Vietnam Airlines là một công ty quốc doanh với 90% vốn của nhà nước. Thành ra người ta mới đặt vấn đề là VABA của ông Đinh Văn Dương có liên hệ gì với nhà nước Việt Nam hay không. Đó là chỗ đó, chứ không phải là cái chỗ mà có nhiều công ty khác. Sao lại không thấy đời đề cập đấy? Và Vietnam Airlines cũng như là VinFast cũng là những cái bảo trợ. Họ chỉ là một cái phần nhỏ trong đó thôi, chứ không phải là họ là tổ chức, cho nên những cái... Chưa có ai nói là Vietnam Airlines và VinFast từ hôm đó là... Và tôi thấy rất nhiều người chống, và kể cả tôi luôn, nhưng mà không có ai nói rằng Vietnam Airlines và VinFast đứng ra tổ chức hết. Mà đều nói rằng là hai nhà bảo trợ lớn nhất. 80.000 đô la mà cái bữa tiệc đó trị giá toàn thể bữa tiệc bao nhiêu? Giỏi lắm là hết 10.000 đô la. 10.000 đô la. Cho dù có tôm hùm đi nữa cũng chỉ có 10.000. Nó nói là cũng là một phần nhỏ. Cái đó là nói lấp liếm. Về cái kiểu nói như vậy đó, thì vô hình chung Nam Quan đã làm cho người ta lại phải suy nghĩ, thì làm cho cái đám lửa nó lại bốc to hơn nữa. Đứa mà nó đánh phá, nó muốn chia rẽ. Anh là một là phó thị trưởng, mặc dù anh làm đây là YouTube, nhưng mà khi anh lên ấy, thì anh nói cho nó đàng hoàng, đừng là kẻ đầu đường xó chợ. Những đứa mà nó đánh phá, tại sao mình không dùng cái chữ những người đánh phá, nghe nó lịch sự hay không?
ngay cái chữ những đứa mà đánh phá đó là đã làm mất cảm tình rồi. Cái người khán giả họ là người vô tư, thì anh khi gọi người ta là đứa đó, nó chẳng giải quyết được cái gì hết, nó chẳng cứu được Nam Quan và những cái đám dân cử đi lên ăn bữa tiệc này. Miếng ăn là miếng nhục, bò lên đó. Lát nữa quý vị nghe Nam Quan kể 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 khổ, mưa gió rồi lái xe từ cái này lên cái đùa. Thắng Nguyễn trò hù dọa trẻ trâu của anh em Lai Kẹt, David Dương và Victor Dương ngầm nhắn nhủ lũ chuột cứ làm trò chống cuội chụp mũ Vu Mạ Lị đã có các quan tham bao che. Nhiều khi David Dương lại còn chơi cái trò nữa, nhận chỉ thị của nhà nước Việt Nam vạch mặt cái đám chống cậu cuội này đi. Nhà nước Việt Nam này, anh Dương à, anh làm sao mà anh vạch mặt cho tôi tụi này cái tụi này đi. Đấy. Tôi đi, ồ cái đó dễ mà, thôi để tôi tổ chức một cái buổi cái họp mặt chung. Đấy. Xong rồi nhờ Việt Nam Airlines với lại VinFast bảo trợ. Thì VinFast sẵn sàng bảo trợ là bởi vì VinFast muốn sắp sửa bán xe tại Mỹ, thành ra anh phải để cho cái thương hiệu anh được lên, thành anh bảo trợ. Thế còn anh Việt Nam Airlines thì anh đương nhiên là anh muốn có khách. Đấy, thì anh cũng phải quảng cáo để mà lấy khách hàng, cạnh tranh với Bamboo Online với Vietjet. Những người dân cử chống cộng, những anh em giống như YouTuber giống như Huy Đức với Nam Quang hay là Huy Đức với là Chiếu Khuy, họ muốn chia rẽ, họ chỉ gửi cái hình ra rồi họ nói như vậy, xong anh em mà không không có giống như là hơi nghi ngờ nhau một chút xíu là cái xong rồi lên YouTube nói nhau cuối cùng mất lòng không? À đúng đấy, khi mày nói như vậy thì tại sao mày lại không mất lòng khi mày đưa cái hình của Kimberly Hồ Tài Đỗ với lại Carlos Manzo lên đấy, mà để cho hai con quỷ cái này lên nó nói người ta gọi là những gương mặt Việt gian đang phá hoại Little Sài Gòn. Chính mày là cái người mà lấy hình người ta mày đưa lên mà rồi mày bảo người ta là Việt gian, trong khi cái ông này là ông người Mỹ mà có bảo người ta là Việt gian. Thế rồi mày lấy cái hình của tao như này đây mày bảo tao là Việt gian. Đấy nói rằng mày đi lấy hình mày chụp rồi mày chứng minh nha, bây giờ tao chỉ cần thưa mày ra tòa đi, mày với Trà Linh với Mạnh Trí với thằng Đoàn Ly trả lời quan qua. Tất cả những người Mỹ mà đi Việt Nam mặc cái áo này đều là Việt Cộng hết à. Những người du khách tới Mỹ họ đều mặc áo mà mua để làm kỷ niệm một cái t-shirt cờ Mỹ thì họ là người Mỹ. Đâu có phải đơn giản như vậy. Chính mày là cái người lấy tấm hình và mày bịa đặt. Bây giờ mày lại trở lại mày nói người khác. Em giống như YouTuber giống như Huy Đức với Nam Quang hay là Huy Đức với là Chiếu Khuy, họ muốn chia rẽ, họ chỉ gửi cái hình ra rồi họ nói như vậy, xong anh em mà Thế tức là mày suy bụng ta ra bụng người, mày chửi cái hình, mày gửi cái hình tao, hình Kimberly Hồ, hình Carlos Manzo, hình Tài Đỗ ra là để chia rẽ mọi người đúng không? Mày muốn chia rẽ tao với cộng đồng Việt Nam ở đây đúng không? Rồi cảm ơn mày nhé, lộ rõ cái chân tướng là Nam Quan Nguyễn, nói tiếp. không không có giống như là hơi nghi ngờ nhau cái chút xíu là cái xong rồi lên YouTube nói nhau cuối cùng mất lòng không? Quý vị thấy à, cái gì nó không thật thì nó nói rất là ngượng ngạo, nó ngượng lắm, nó ngượng miệng bởi vì nó nói không đúng cái con tim. Đấy. Thành ra cái tiếng nói từ trong con tim nó ra, nó không ăn khớp được với cái não.
thành ra nó rất là ngượng, nó ngượng ngập, ngượng ngùng và không có cái lý luận để mà thuyết phục. Nó bảo những người chống cái tụi nó đi lên ăn ở Ba Ba là để chia rẽ cộng đồng, nói chuyện lấy cái hình giá để chia rẽ cộng đồng. Cái đó thành ra bởi vậy mình phải kiểm tra rất là kỹ. Thì thưa quý vị, cái đó mình phải chỉ ra rất là kỹ. Tao hỏi mày David Dương á, ông ta không lên tiếng mà tại sao mày phải chỉ ra cho cái chuyện của David Dương rất là kỹ. Đây là của Ba Ba tổ chức chứ không phải Việt Nam Airlines và VinFast. Và bây giờ không phải của VinFast và không phải của Việt Nam Airlines mà của David Dương. Thì tại sao tụi bay đi lên trên đó khi mà biết đây? Hay là tại vì cái là Việt Nam Airlines tụi bay không quan tâm? Hay là bây giờ bị dân chúng phản đối thì bây giờ mới lo cái đi chữa cháy? Vâng, thưa quý bạn, đã hơn 2 tiếng, chúng tôi xin phép ngưng ở đây tại vì cái này còn dài lắm, cái video này còn dài lắm, nó dài tới 40 mấy phút mà đây mới được có 17 phút mấy, 14 15 phút. Chúng ta sẽ mổ xẻ tiếp vào ngày mai và xin cảm ơn tất cả các bạn. Một lần nữa chúc tất cả các phụ nữ ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ, đặc biệt những phụ nữ Việt Nam và tất cả những phụ nữ trên thế giới, một ngày phụ nữ quốc tế vui vẻ, hạnh phúc. Và xin được chúc các bạn bữa cơm tối ngon miệng và những giây phút còn lại trong ngày vui vẻ, hạnh phúc và an toàn.